Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cột điện ở Mỹ muốn về, người Việt sống chết ra đi. Trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một phát ngôn thế kỷ xuyên thời gian và không gian, tái khẳng định một nhiệm kỳ đứng đầu chính phủ với những phát ngôn đi vào lịch sử của ông. Ông Thủ tướng đã liên hệ từ cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà Đảng Cộng sản vẫn gọi là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và cho đến thời điểm hôm nay, khi mà Việt Nam với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã hơn 50 ngày qua không có ca lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán nào trong cộng đồng và đi xuyên không gian từ siêu cường quốc tế nằm ở bên kia Thái Bình Dương, nơi từ ngày lập quốc vẫn tôn thờ chân lý mọi người sinh ra đều bình đẳng. Họ được tạo hóa ban cho một số quyền tất yếu là bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đến Việt Nam, đất nước của dân, do dân và vì dân, còn quốc hội, nhà nước và chính phủ thì của Đảng, do Đảng và vì Đảng. Cụ thể, truyền thông trong nước đưa tin trong một phiên thảo luận Quốc hội hôm 8 tháng 6 về tình hình kinh tế, xã hội, Thủ tướng Phúc đã phát biểu như sau. Trước đây, sau năm 1975, một thời gian dài, người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại, nước Mỹ những tháng vừa qua và nhiều nước khác, người ta nói nếu cột điện biết đi ở Mỹ thì nó sẽ về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong một cuộc họp. Cơ sở cho tuyên bố này được Thủ tướng chỉ ra là sau năm 1975, Việt Nam từ một nước nghèo đói, thiếu ăn, nợ nần, chồng chất, nay trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, trong khi nhiều nước rất khó khăn. Điểm sáng mới nhất của Việt Nam là chặn đứng đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thủ tướng Phúc cho biết có hàng vạn người ở nước ngoài đang đăng ký để về Việt Nam. Phát biểu của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã làm náo động cả Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam trên thế giới, thu hút rất nhiều bình luận của người Việt trên toàn cầu. Phát biểu này ngay sau đó đã được đài Á Châu Tự Do dẫn lại và nhận được hơn 10.000 biểu tượng cảm xúc, trong đó quá nửa là biểu tượng cười. Nhưng chỉ một ngày sau, tức là ngày 9 tháng 6 năm 2020, những tường thuật của truyền thông trong nước liên quan đến cột điện biết đi ở Mỹ đều được gỡ bỏ mà không nêu lý do. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, hiện đang sinh sống tại Úc, đã có một bài viết dài phân tích nguồn gốc của câu nói nguyên bản của nghệ sĩ Trần Văn Thạch rằng ở Việt Nam cái cột đèn cũng muốn ra đi. Cho đến làn sóng thuyền nhân kéo dài từ năm 1975 đến những năm 90 và xu hướng của người Việt sống ở nước ngoài hiện nay. Đây là hình ảnh những người Việt Nam đã chấp nhận nguy hiểm lênh đênh ngoài biển trên những con tàu đơn sơ để thoát khỏi chế độ cộng sản sau năm 1975. Theo một báo cáo của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc xuất bản năm 2000, thì trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1995, đã có khoảng 1 triệu người Việt Nam vượt biên bằng đường biển đến các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines hay Hồng Kông, hoặc đi bộ qua Campuchia và từ đó đi sang Thái Lan, nơi có hàng trăm ngàn người đồng hương đang chờ trong các trại tị nạn. Và trong số này, ước tính có đến từ 200 cho đến 400 ngàn người không đến được bến bờ tự do, hoặc chết vì đắm tàu hoặc bị hải tặc Thái Lan sát hại. Ông Tuấn gọi đó là cả một trời kỷ niệm đau thương và ông kể lại như sau. Sau năm 1975, tình hình kinh tế xã hội miền Nam rất bi đát. Chế độ mới chủ trương hợp tác xã, các hoạt động kinh tế dẫn đến tê liệt toàn xã hội. Từ một nền kinh tế xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới, nay trở thành thiếu gạo ăn. Chính tôi cũng tưởng ăn độn bo bo xanh cả người. Đến cả các hàng hóa thiết yếu, thời đó gọi là nhu yếu phẩm, đều qua sự phân phối của nhà nước và mở cánh cửa cho tham ô, nhũng nhiễu. Tình trạng kỳ thị Bắc Nam và chủ nghĩa lý lịch vô cùng nặng nề. Và người ta nghi kỵ lẫn nhau, không ai tin ai. Người ta tự hào là ngụy đàng hoàng và có trình độ học vấn, kỹ thuật để phân biệt với cán bộ miền ngoài và du kích mới tiếp thu. Trong bối cảnh như vậy thì người ta chỉ còn một cách là bỏ nước ra đi. Người ta bằng mọi giá tìm đường vượt biển và vượt biên. Thời đó, bạn bè tôi đi nhiều vô kể. Sáng nay còn cà phê với bạn, sáng mai thấy không tới quán và bạn bè ai cũng biết nhưng không nói ra là nó đi rồi. Hôm qua họp phòng còn gặp bạn bè và nghe kiểm điểm, hôm nay nó đã biến mất và ai cũng biết lại một đứa lên đường. Theo ông Tuấn, chứng kiến cảnh người lũ lượt ra đi, nghệ sĩ Trần Văn Trạch tóm tắt bằng một câu đơn giản như sau. Ở Việt Nam, cái cột đèn cũng muốn ra đi. Đây là hình ảnh giáo sư Trần Văn Khê, nghệ sĩ Trần Văn Trạch và nhạc sĩ Lê Thương thời trẻ. Ông Trạch là em ruột của giáo sư Trần Văn Khê, hai anh em theo hai hướng khác nhau. Ông anh thì có cảm tình với nhà cầm quyền miền Bắc, còn ông em thì theo Việt Nam Cộng Hòa trong Nam. Ông Tuấn khẳng định, những người
đi ra vào cái thời ông Trần Văn Trạch nói câu nói đó, còn gọi là bốt peo, thì có lẽ họ sẽ không về Việt Nam định cư đâu. Họ đã có cuộc sống gia đình và kinh tế ổn định, con cháu đều học hành đàng hoàng và chúng cũng đã có cuộc sống ổn định. Tôi nghĩ ra bất cứ lý do gì họ về Việt Nam sống thì cũng không có lý do gì. Nếu có người về thì có lẽ do hoàn cảnh gia đình bên này công ăn việc làm, bên này gặp khó khăn. Nhưng tôi nghĩ con số người gặp khó khăn bên này chắc chắn không nhiều. Tôi biết có nhiều người ra đi thời đó nhưng đến nay vẫn chưa bước chân về Việt Nam và họ sẽ không bao giờ về Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Đối với họ, một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là mãi mãi chia phôi. Thà chia phôi chứ họ không về Việt Nam. Đồng thời, ông dẫn chứng tình trạng bỏ nước ra đi của người Việt Nam hiện nay sau gần 35 năm đổi mới. Chỉ tính riêng nước Úc từ năm 2014 cho đến 2018, mỗi năm có hơn 5.000 người Việt Nam sang Úc định cư. Con số này bao gồm di dân tay nghề, tức là khoảng 1.600 cho đến 2.000 người mỗi năm, và đoàn tụ gia đình là 3.200 cho đến 3.500 người mỗi năm. Nếu chỉ tính từ năm 2000 đến nay, số người Việt bỏ nước sang Úc có thể gần 100.000 người. Đó là con số của Úc, còn con số ở Mỹ, Canada có thể nhiều hơn thế nữa. Ông cũng nói thêm rằng, có khá nhiều người ra đi là quan chức nghỉ hưu hay con cháu của các quan chức đa số là miền ngoài. Có bạn báo chí nói đùa rằng có cả một làng thứ trưởng bên Úc. Làng này thì chắc chắn không có ý định đăng ký về Việt Nam. Ông nêu ra một xu hướng chung và gần như là một định luật rằng người rời vào Việt Nam thì đa số là người tài giỏi như thống kê của Úc chỉ ra, còn người về thì chắc chắn không thể so được với kẻ ra đi. Bởi nếu giỏi ở ngoài thì sẽ không đăng ký về Việt Nam. Sinh viên học giỏi cũng sẽ không thích về Việt Nam, nơi mà quy ước 5C tức là con cháu các cụ cả, hay COCC tức là con ông cháu cha rất phổ biến. Nói như vậy để thấy rằng Việt Nam không có gì để tự hào với những người về. Ông dự đoán một cách mỉa mai rằng chắc chắn các quán cà phê ở các vùng như Little Saigon hoặc là ở Nam California, Bang Rai ở Houston, quận 13 ở Paris và Footscray ở Úc, câu nói đó sẽ mua vui được khá nhiều thực khách. Nhà báo Mạnh Kim từ Mỹ nêu nhận định của ông về việc qua ứng dụng Facebook như sau. Câu nói như có tính định hướng và định lý của ông Thủ tướng Việt Nam cho thấy sự ngớ ngẩn vốn dĩ của ông ta dựa vào những phát biểu trước đó và cũng là phi lý khi xét đến thực tế. Đây là hình ảnh tranh cổ động tấm lớn về phòng dịch viêm phổi Vũ Hán được đặt tại các điểm nút giao thông ở Hà Nội. Làm sao cộng đồng người Việt Kiều có thể chỉ vì dịch bệnh hoặc tình hình chính trị rối loạn tạm thời ở nước Mỹ mà bỏ hết nhà cửa, tài sản để về Việt Nam? Đó là chưa kể việc ăn học của con em họ. Không chỉ chuyện tài sản, người Việt ở Mỹ cũng không thể và không bao giờ chấp nhận hoặc khước từ một nền chính trị dân chủ để trở về Việt Nam, chấp nhận sống trong một chính thể độc tài mà cơ hội để họ bày tỏ chính kiến đối với chính quyền như ở Mỹ là không bao giờ có thể xảy ra. Có một sự khác biệt rõ đến mức không cần phải chứng minh về quyền lợi có được giữa công dân Mỹ, tức là người mang quốc tịch Mỹ, và công dân Việt Nam, tức là cầm hộ chiếu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chưa kể những quyền lợi an sinh và xã hội được hưởng thụ. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Việt Nam, vào năm 2015, có 4.474 người từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Còn theo Ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, ước tính từ năm 1990 cho đến năm 2015, có tới 2,6 triệu công dân Việt Nam rời đất nước đến sống ở một quốc gia phát triển hơn. Tức trung bình mỗi năm có gần 100.000 người bỏ nước ra đi. Đài Phát thanh và Tiếng nói AFA cũng cho biết, con số mà Viện Chính sách Di cư thống kê cho thấy năm 1980, số người Việt Nam cư trú ở Mỹ là 231.000 người. Đến năm 2000 lên đến 988.000 người, và đến năm 2017 đã là 1.343.000 người. Riêng về du học sinh, con số mới nhất được thống kê cập nhật vào tháng 3 năm 2019 là 30.684 sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ ở tất cả các cấp, tăng 3% so với tháng 8 năm 2018. Trong đó có những cậu ấm cô chiên của các lãnh đạo cốt cán của Đảng Cộng sản Việt Nam, như con trai của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, theo thông tin tiết lộ trực tiếp trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán vừa qua. Một hiện tượng khác nghịch lý với tuyên bố của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó là các trường hợp được cử đi du học bằng tiền ngân sách địa phương nhưng sau khi tốt nghiệp không về địa phương như cam kết mà ở lại làm việc luôn ở nước ngoài, và có những trường hợp sẵn sàng đóng tiền nộp phạt lên tới cả tỷ đồng. Đây là hình ảnh quyết định thu hồi gấp 2 lần kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp vi phạm ở Quảng Ngãi. Đà Nẵng và Quảng Ngãi là hai địa phương điển hình cho hiện tượng này. Vào hồi cuối năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận
có 4 trường hợp là con của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban ngành cấp tỉnh Quảng Ngãi đã được cử đi du học bằng tiền ngân sách tỉnh. Nhưng sau khi tốt nghiệp, có 3 trường hợp không về tỉnh làm việc như cam kết, 1 trường hợp về tỉnh làm việc nhưng được vài tháng rồi cũng bỏ đi. Cả 4 trường hợp này là đi theo diện đề án thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ngãi với số tiền lên tới 150 tỷ đồng. Tính tháng 5 năm 2020, 4 trường hợp này mới trả được 1,1 tỷ đồng trên tổng số tiền là 9,88 tỷ đồng phải thu hồi. Phó giáo sư, tiến sĩ Mạc Văn Trang, người từng có 30 năm công tác ở Viện Khoa học, Giáo dục, hiện đã về hưu nhận xét rằng chuyện được cho đi du học bằng tiền nhà nước nhưng ở lại không về phục vụ trong nước xảy ra từ hàng chục năm nay rồi. Và trước đây cũng có một số trường hợp đi học tại Liên Xô, Đức, Ba Lan và tiệp khắc, sau đó họ cũng không về nước nhưng họ phải nộp một số tiền cho sứ quán tại nước sở tại, hay gọi là tiền hoàn lại tiền nhà nước đã chi cho đi đào tạo mà không về phục vụ cho đất nước. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Mạc Văn Trang, biện pháp thu tiền bồi hoàn như thế hoàn toàn không có tác dụng gì, ông lý giải như sau. Bởi vì khi đào tạo xong, người ta ở lại làm việc ở nước ngoài, tìm được việc làm tốt, lương cao thì số tiền phải trả lại thì không đáng là bao nhiêu. Khoảng vài trăm triệu đối với người ta không quan trọng, bởi vì để tìm cách đi nước ngoài, để định cư được ở nước ngoài, người ta cũng phải mất tiền tỷ và thậm chí còn phải đi chui đi lủi nhưng người ta vẫn đi. Giờ nhân dịp được đi học rồi định cư ở lại một cách chính thức mà chỉ đền một số tiền vài trăm triệu đến cả tỷ đồng thì người ta vẫn thấy đó là điều tốt hơn là đi chui đi lủi, nên họ dù nhà nước có bắt trả lại tiền như thế nào cũng không ngăn được chuyện người ta ở lại đâu. Bởi vì so ra người ta vẫn lãi hơn là tự bỏ tiền ra để đi chui lủi. Và chắc chắn rằng những trường hợp này sẽ không vì thành tích chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán lừng lẫy ở Việt Nam mà lại quay trở lại cống hiến cho Tổ quốc. Điều hay ho khác là cùng thời điểm với tuyên bố ngạo nghễ trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bộ chuyên trách về lao động của Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận tạm dừng tuyển chọn người đi làm việc ở Hàn Quốc trong năm 2020 đối với cư dân ở 10 huyện, thị xã, thành phố thuộc 5 tỉnh do tỷ lệ bỏ trốn quá cao. Đây là hình ảnh người lao động Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc lao động. 5 tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có các địa phương bị Hàn Quốc cấm xuất khẩu lao động, cũng chính thức là các tỉnh có phần lớn trong số 39 di dân lậu đã thiệt mạng trong vụ buôn người bằng xe container từ Pháp sang Anh gây chấn động thế giới vào hồi tháng 10 năm 2019. Chủ tịch Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Vũ Quốc Ngữ đã nhận định với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng các tỉnh miền Trung có đông người đi lao động ở nước ngoài cả theo con đường chính thức lẫn bất hợp pháp là vì khu vực này có nhiều điều kiện kinh tế rất khó khăn, thu nhập bình quân thấp hơn mức trung bình của cả nước. Ông Ngữ cũng tiếp tục bình luận như sau. Người dân ở các tỉnh này phải tham gia xuất khẩu lao động vì hoàn cảnh đưa đẩy, vì mưu sinh, chứ không ai muốn phải đi xa quê hương và đi làm ở nước ngoài cả. Ông cũng phân tích một phần lý do của việc bỏ trốn là người lao động nhận thấy khó có việc làm khi trở về quê nhà. Ngoài ra, họ cũng bị áp lực kiếm tiền để trả nợ cho khoản phí môi giới. Một chuyện mà ai cũng biết vì báo chí đã đưa tin rất nhiều, đó là công ty môi giới lao động thu phí đưa người đi xuất khẩu lao động rất cao. Đối với người lao động, số thu nhập có được trừ đi các khoản chi phí này thì sẽ chẳng được là bao nhiêu, nên họ phải trốn ở lại để kiếm thêm thu nhập. Ông Ngữ cũng nhận định rằng nạn thu phí cao sẽ không bao giờ hết vì nó gắn với nạn tham nhũng ở Việt Nam. Ông chỉ rõ, đây là mảnh đất béo bở của những công ty môi giới lao động. Những công ty này là sân sau hoặc có sự hỗ trợ của các quan chức cao cấp của chế độ Cộng sản. Tôi cho là không bao giờ giải quyết được vấn đề này một khi còn chế độ Cộng sản. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản tin Cột điện ở Mỹ muốn về, người Việt sống chết ra đi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.